Lạng Kha Kỳ Duyên chương 540, nữ lớn 18 thay đổi. Vào thành thời gian gặp phải lão nhân chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn, phía sau kế duyên xuyên đường phố đi ngõ hẻm đều lại chưa gặp gỡ một cái người quen, đây mới là bình thường, dù sao kế duyên tại Ninh An huyện cũng không phải ưa thích loạn đi dạo, cho dù có biết hắn người cũng phần lớn tập trung ở thiên ngư phường một khối. Khác kế duyên có chút ngoài ý muốn là, đi đến thiên ngư phường bên ngoài trên đường nhỏ, ngày lễ ngày Tết đều ít có vắng mặt tôn ký tiệm mì, thế mà không có tại vị trí cũ khai trương, chỉ có một cái bình thường tôn ký cỏ rửa dùng chung đựng nước lẻ loi trơ trọi nơi đợi tại chỗ cũ. Kế duyên đi đến vạt nước vị trí ngừng chân chốc lát, gặp vạt mặt nắp gỗ hoàn hảo, trong vạt đầy nước lại nước trong suốt, lại một chút bấm đốt ngón tay, lắc đầu cười cười liền cũng không nhiều lưu, hướng đi đối diện cổng phố trở về thiên ngư phường đi. Này lại chính là buổi sáng, đi ra ngoài sớm đã đi ra ngoài, về nhà thời gian cũng không đến, vốn là yên tĩnh thiên ngư phường bên trong xuyên toa người không nhiều, cũng liền đi ngang qua sông tỉnh phổ lúc, vẫn như cũ có thể trông thấy các phụ nữ một bên giặt quần áo tẩy vật, một bên vô cùng náo nhiệt nơi nói chuyện phím. Bác quái lấy huyện nội huyện ngoại sự tình. Càng là hướng thiên ngư phường chỗ sâu đi thì càng yên tĩnh, xa xa đã có thể nhìn thấy cái kia một mảnh quen thuộc bóng cây xanh râm mát, tựa như phát giác được kế duyên trở về, linh phong vần quanh bên trong, cây táo lớn cành cây đang nhẹ nhàng đung đưa đi đến trước viện kế duyên nhìn lướt qua cư an tiểu cắt tấm biển sau đó lấy ra chìa khóa mở khóa nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện lần này cùng thường ngày khác biệt cũng không cái gì cho bụi hạ xuống chỉ là nhìn một chút trong nội viện của cảnh một loại tốt cảm giác liền một cách tự nhiên xông lên đầu có lẽ tại cái này giữa thiên địa cũng chỉ có cư an tiểu cắt có thể để cho kế duyên có loại cảm giác này con hạt giấy nhỏ đã trước một bước từ kế duyên trong ngực bay ra ngoài vòng quanh cây táo lớn lúc đầu bay lượn cây táo cành cây cũng có một cái rất có cấp độ dao động tần suất. Kế duyên nhìn xem một màn này, có đôi khi thậm chí hoài nghi con hạt giấy nhỏ cùng cây táo lớn là có thể giao lưu, không phải loại kia thô thiển hỉ nộ phán đoán, mà là chân chính có thể tương hỗ nghe đến đối phương lời nói. Giờ phút này con hạt giấy nhỏ liền tựa như tại cùng cây táo lớn nói lần này đường đi đi qua, nói lại cùng chủ nhân cùng đi đâu, làm cái gì sự tình, gặp người nào. Sau đó kế duyên lại đem kiếm ý thiếp lấy ra, treo ở trước nhà chính tường ngoài bên trên lập tức trong tiểu viện liền náo nhiệt lên qua về nhà đến cư an tiểu cắt rồi trở về trở về nhanh đếm xem quả táo có không có bị trộm đúng 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 nhanh đếm xem nhanh đếm xem ai dám trộm a à? không chừng có đồ đần bày trận bày trận lúc đầu chiêu binh mãi mã nha chờ một chút chúng ta bày trận bày trận một đám chữ nhỏ có vòng quanh cây táo đi dạo, có thì lúc đầu xếp hàng bày trận, lại phải lúc đầu một trận một vòng mới, chém giết. Kế duy nhìn một hồi, một mình đi đến trong phòng, trong tay trong bao quần áo cái kia một xanh một trắng mặt khác hai bộ quần áo. Kế Duyên không có đem bao phục thu nhập trong tay áo, mà là bày ở trong phòng trên bàn, sau đó lúc đầu chỉnh lý gian phòng, mặc dù cũng không cái gì cho bụi, nhưng đệm chăn những vật này cũng nên từ trong ngăn tủ lấy ra một lần nữa dọn xong. Xế chiều hôm đó Ninh An huyện, Tôn Nhã Nhã trong tay nắm lấy một quyển sách, cảm xúc xa sút đi tại Ninh An huyện trên đường phố, một bộ không có tinh thần gì cũng đề không nổi sức lực bộ dáng, chỉ là mờ mịt không căn cứ trên đường đi dạo mà thôi, trên đường có nhận biết nàng người chào hỏi. Cũng chỉ là miễn cưỡng nâng lên tinh thần trả lời một chút, sau đó liền vội vàng đi qua, phản phất cũng không muốn cùng nhiều người nói chuyện. Dù vậy, một thân màu hồng đào áo thâm tôn nhã nhã, Tại Ninh An huyện bên trong bất luận là tài học vẫn là dung mạo đều xem như tài năng xuất chúng, đi trên đường tự nhiên làm người khác chú ý, thời gian thỉnh thoảng liền sẽ có người quen hoặc là kỳ thực chẳng phải người quen tới lên tiếng kêu gọi. Để cho vốn là vì tìm thanh tịnh nàng phiền muộn không thôi. Ninh An huyện bên trong nơi nào còn có thanh tịnh địa phương A. Công nhã nhã có chút xuất thần, đi tới đi tới, lộ tuyến liền không tự chủ được hoặc là một cách tự nhiên hướng đi thiên ngư phường phương hướng. Chờ thấy được thiên ngư phường cổng phố đối diện chiếc kia vạt lớn, nàng mới sửng sốt một chút lấy lại tinh thần, nguyên lai like đã đến trước kia gia gia mở tiệm mì vị trí. Nàng quay đầu nhìn về phía vạt nước đối diện, trên cửa đá của viết thiên ngư phường ba chữ to. Kế tiên sinh liền không tại, thiên ngư phường cũng không có gì tốt đi. tôn nhã nhã lầm bầm, cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến một dạng đi vào thiên ngư phường, trái phải đều là tìm thanh tịnh, đi cư an tiểu cắt trước cửa ngồi một chút cũng tốt ít nhất người bên kia ít. Đi tại thiên ngư phường bên trong, tôn nhã nhã vẫn là không khỏi đụng phải người quen, không có cách, không nói khi còn bé thường hướng cái này chạy, chính là nàng gia gia ngay tại phường đối diện bày quầy bán hàng cái tầng quan hệ này, thiên ngư phường bên trong nhận biết nàng người liền sẽ không ít. May mà càng hướng phường bên trong chỗ sâu đi, thì càng u tỉnh. Đi ngang qua sông tỉnh phổ, vượt qua đại la môn, xuyên qua đầu kia quen thuộc hẹp ngõ nhỏ, trước mắt liền có thể xa xa nhìn thấy ngoài trăm bước cư an tiểu cát, cùng với cái kia độc một thành rừng một dạng cây táo lớn. Kỳ quái là, cư an tiểu cát cùng thiên ngư phường tầm thường nhân gia ốc xá cách dài như vậy một khoảng cách, nhưng nhiều năm qua, từ không có cái mới phòng che ở phụ cận, mặc dù cũng nghe nói là phong thủy không tốt, có thể tôn nhã nhã vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này, kế tiên sinh nhà phong thủy có thể kém sao. Đến nơi này, tôn nhã nhã ngược lại là thật nhẹ nhàng thở ra, trong lòng phiền muộn cũng giống như tạm thời tiêu tán, chỉ là đợi nàng đi đến cư an tiểu các trước cửa còn không có ngồi xuống thời điểm, con mắt quét qua cửa viện, chợt phát hiện tiểu viện khóa cửa không thấy. Chẳng lẽ? Tôn nhã nhã ngây người rất lâu, nhịp tim bỗng nhiên lúc đầu hơi hơi tăng tốc, nàng nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm đến cửa viện, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy đi. Kẹt kẹt một tiếng, tiểu các cửa viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tôn nhã nhã dưới ánh mắt ý thức trợn to, tại nàng trong tầm mắt, một người mặc tay áo lớn áo xám cho búi tóc cài mặt ngọc trâm nam tử, đang ngồi ở trong nội viện uống trà, nàng dùng sức dụi dụi con mắt, trước mắt một màn cũng không tiêu thất. Vào đi, lỗ mãn tại cửa ra vào làm cái gì? Kế duyên yên lặng thanh âm ôn hòa truyền đến, tôn nhã nhã nước mắt một chút liền bừng lên. Tiên sinh, ngài trở về rồi. Ta, ta, ta quên gõ cửa. Kế duyên nhìn nàng một cái, chút gật đầu nói vào đi. Ừm. Tôn nhã nhã vội vàng rất không ưu nhã dùng tay áo xoa xoa mặt, mang theo câu nệ đi vào tiểu các bên trong, đồng thời một đôi mắt tỉ mỉ nhìn xem kế duyên, kế tiên sinh liền cùng lúc trước một cái bộ dáng, phân biệt phản phất chính là hôm qua. Kế duyên cũng đồng dạng tại nhìn kỹ tôn nhã nhã, nha đầu này thân hình bây giờ tại trong mắt rõ ràng không ít, còn như biến hóa khác thì càng không cần nói. Nữ lớn 18 thay đổi, kế mổ đều kém chút nhịn không được nhã nhã hắc hắc tiên sinh ta thay đổi dễ nhìn a à. kế duyên sách một tiếng vui đùa một câu vẫn là khi còn bé khả ái một chút ít nhất xưa nay không khóc tiên sinh ta đây là vui đến phát khóc khác biệt công nhã nhã há miệng phản bác mấy câu ở giữa đã cảm thấy cùng kế tiên sinh liền quen thuộc tiên sinh vẫn là lấy trước kia cái tiên sinh liền trực tiếp ngồi xuống trong nội viện trước bàn đá tại kế duyên đang muốn cho nàng châm trà thời điểm vội vàng nâng qua ấm trà Tiên sinh, ta tự mình tới liền tốt, hi hi. Trót nước trà nghe hương trà lại uống bên trên một ngụm trà xanh, Tôn Nhã Nhã cảm giác hết thảy phiền não đều rất giống ném sao ót, tâm đều yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu mở mắt ra, phát hiện Kế Duyên ngay tại lật xem nàng mang đến sách, sách này kêu nữ đức luận, Kế Duyên nhìn qua hai lần liền biết nội dung cơ bản cũng là cùng loại tam tòng tứ đức cái kia một bộ. Gặp Tôn Nhã Nhã xem chính mình, Kế Duyên đem sách này đặt lên bàn. Xem loại sách này làm cái gì? Tôn Nhã Nhã gặp kế tiên sinh ngạnh sinh sinh đưa nàng kéo về hiện thực, chỉ có thể gượng ép cười cười nói. Không có cách, cái này sách nát bây giờ lưu hành cực kỳ, hơn nữa kế tiên sinh, Nhã Nhã ta đã 18, dù sao cũng phải lấy chồng nha, sách này. A, à, phiền 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 phiền. Nhìn xem Tôn Nhã Nhã ôm lấy lỗ tai gật cù đắc ý bộ dáng, cũng đem kế duyên chọc cười, tựa như vẫn là đứa bé kia, liền cái này còn 18 đâu làm mai mối đều nhanh đem nhà các ngươi môn hạm cho đạp phá a. Cũng không phải, 16 năm đó lại bắt đầu, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Liền ngay cả ta gia gia. Tôn Nhã nhã rất tức giận nơi nói, dừng một chút mới tiếp tục nói. Liền Liên gia gia thế mà cũng nói, đều 18, lại không gả không ai muốn. Kế tiên sinh ngài đi nhìn một cái nhà chúng ta, tư thế kia. A, à, không nói cái này, đúng rồi, tiên sinh ngài lúc nào trở về a? thế nào không đến nói cho nhã nhã một tiếng mới trở về vừa rồi đem gian nhà quét dọn một chút tôn nhã nhã gật gật đầu lấy ra trên bàn sách trong lòng lại là một trận bực bội chỉ vào sách nói tiên sinh ngài biết không ghê tởm nhất là sách này là một cái nữ viết mấy năm trước mới thành sách lưu truyền ra đến một cái nữ viết a tôn nhã nhã lời nói có chút tức giận cho kế duyên một loại nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân đã thị cảm nhưng kỳ thực cùng loại sách trước kia liền có có lẽ cái này vốn lại thêm tinh diệu một chút mặc dù đại trinh có doãn phu tử tại xã hội này rốt cuộc vẫn tương đối phong kiến rất nhiều cái sâu cúng cố tư tưởng khó mà thời gian ngắn cải biến cái này còn không phải tối làm giận tiên sinh ngài có biết rằng đến cầu thân những người kia nhà trong đó một chút gia thế không nhỏ bà mối cầu hôn thời điểm cảm giác kia tựa như là đến cho chúng ta đưa tiện nghi ta liền phải ứng nhi mặt hướng lên tiếp cận sao, sau đó cha mẹ ta thế mà cũng là dạng này, gia gia của ta tốt đi một chút. Thế nhưng muốn ta gả cái nhà giàu sang. Nói nói, tôn nhã nhã liền nghiêng đầu ghé vào trên bàn đá lật lên bạch nhãn. Tiên sinh, ngài lý giải ta cảm thụ sao? Tiên sinh ta cũng không phải là thân nữ nhi, sợ là rất khó khăn cảm đồng thân thụ, nhưng vẫn là lý giải. Tôn nhã nhã cười cười, rốt cuộc vẫn là kế tiên sinh rõ lý lẽ, sau đó con ngươi đảo một vòng. "Đúng rồi tiên sinh, ngài nếm qua sao, có muốn ăn hay không mì nước, ta về nhà cho ngài đi lấy." Cái này tư duy nhảy vọt đến rất nhanh, đầy đủ nói rõ Tôn Nhã Nhã khôi phục sinh lực. "Ách, kế mổ không đói bụng, tạm thời không cần." Kế Duyên mới nói xong, Tôn Nhã Nhã lời nói gốc trả lập tức tiếp nối. "Vậy ngài cơm tối cũng nên ăn đi." Mới quét dọn gian nhà, khẳng định cái gì đều thiếu nhất định là không mở được lửa rồi nếu không đi nhà ta ăn cơm chiều a ngài nhưng cho tới bây giờ không đi qua nhã nhã nhà đâu hơn nữa nhã nhã những năm này luyện chữ cũng không có rơi xuống vừa vặn cho ngài nhìn xem thành quả tôn nhã nhã hỏi ra lời này lấy tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn xem kế duyên kế duyên người thế nào nghe nói như thế làm sao có thể không rõ ràng tôn nhã nhã trong lòng đánh lấy cái gì của linh tinh quái tiểu toán bàn bất quá hắn cũng không nói phá tại tôn nhã nhã trong chuyện này hắn vẫn là có khuynh hướng chính nàng lựa chọn cho nên kế duyên làm ra hơi suy nghĩ bộ dáng sau đó gật đầu hướng về phía tôn nhã nhã nói cũng tốt ăn rồi tôn gia như thế năm mì nước cùng tạp toái tôn thị càng là là ta nhiều năm độc lưu một phần là nên đi bái phỏng một chút tôn nhã nhã đương nhiên rất hy vọng kế duyên đi nhà mình giúp nàng giải vây dù chỉ là hiện tại nhưng kỳ thật tự giác cũng xem như hiểu rõ kế tiên sinh cho rằng tiên sinh đại khái xuất vẫn là sẽ không động không nghĩ tới kế tiên sinh một tiếng đáp ứng thật tôn nhã nhã ngồi thẳng thân thể một mặt ngạc nhiên nhìn xem kế duyên còn có thể là giả chẳng lẽ ngươi vừa rồi vẹn vẹn cầm kế tiên sinh ta nói đùa kỳ thực cũng không tính mời ta tôn nhã nhã một chút đứng lên sao có thể a tiên sinh có thể đi nhà ta ta có thể cao hứng da da của ta cũng nhất định cao hứng không chúng ta cả nhà đều sẽ thật cao hứng cái kia tiên sinh chúng ta đi nhanh đi như biết ngài muốn đi trong nhà nhất định sẽ chuẩn bị một chút nhanh hơn chút trở về kế duyên ngồi tại trước bàn đem trong tay chén trà bên trong nước trà uống cạn buông xuống chén trà mới đứng lên tốt bên này đi qua đi nói xong tại kế duyên vừa muốn đưa tay đi chỉnh lý trên bàn đồ uống trà thời điểm tôn nhã nhã trước một bước liền thu thập lên tiên sinh chờ lấy liền tốt để cho nhã nhã đến tôn nhã nhã tay chân lanh lẹ nơi giúp kế duyên đem đồ uống trà thu thập xong sau đó cầm khay đưa đến phòng bếp sau khi ra ngoài mới cùng chờ tại cái kia kế duyên cùng đi ra cư an tiểu cát cùng lúc tới uể oải suy sụp so sánh về nhà thời điểm tôn nhã nhã liền sinh lực nhiều thậm chí hiện ra hưng phấn dị thường ngoài miệng lời nói không ngừng từ trước đến nay kế duyên nói những năm gần đây sự tình từ học thuộc chuyển biến lại đến đi xuân huệ phủ cầu học có vụn vặt việc nhỏ cũng có một chút thú vị phong ba Tiên sinh, ngài là không biết, lúc trước chúng ta tại xuân một gian gian thần từ bên kia đề từ, hai cái thư viện đấu văn, bọn hắn sửng sốt không thắng nổi ta, đều bị nói không bằng một nữ tử, sắc mặt có thể kém, ha 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 ha. Công nhã nhã nhớ tới năm đó ở gian thần từ sự tình, vừa đi, một bên tại kế duyên trước mặt không hề gánh nặng nơi phình bụng cười to lên. Nàng tiếng cười cũng bị thiên ngư phường phổ thông hơn người nghe được, xa gần chỗ đều có người liên tiếp ghé mắt một cặp phụ tử nhìn xa xa một thân áo đỏ tôn nhã nhã cùng phía sau một thân áo xám kế duyên tại bên cạnh xì xào bàn tán cô nương kia là ai a à, thật xinh đẹp a à. ngươi đây cũng không nhận ra tôn gia nha đầu phường bên ngoài mở tiệm mì tôn lão bá gia tôn nữ a à, xa gần nghe tiếng tài nữ đâu tiểu tử ngươi cũng đừng con ít lười muốn ăn thịt thiên nga cái kia phía sau đâu lớn tuổi phụ thân hiếp mắt nhìn kỹ phía sau t cái này chẳng lẽ kế đại tiên sinh a à? như thế lẩm bẩm cái này phụ thân xa xa gào to một tiếng là kế tiên sinh trở về à nha kế duyên theo âm thanh nhìn lại nhìn phía xa đầu hẻm mơ hồ hai người xa xa chắp tay xem như ưng thuận sau đó cùng tôn nhã nhã cùng đi vào hẹp ngõ hẻm hướng đi phường bên ngoài hướng nha thật đúng là kế đại tiên sinh cái kia phụ thân lời nói bên trong hiện ra có chút chút hưng phấn tại hắn trong trí nhớ có kế tiên sinh Thiên Ngư Phường luôn luôn so trong huyện cái khác nhiều chỗ một phần thần bí cảm giác, bên cạnh nhi tử hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng đối kế duyên có chút ấn tượng. Thiên Ngư Phường ở vào Ninh An huyện Thành Nam, mà đồng thụ phường thì ở vào Thành Tây, cả hai tựa như là hai cái đặc thù thành trong thôn, mặc dù tại cùng một tòa thành bên trong, nhưng trung gian cách to to nhỏ nhỏ đường đi. Công nhã nhã mang theo kế duyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn thuận tiện tại đầu đường mua một chút thực phẩm chính cùng bánh ngọt thuận tiện về nhà Chiêu Đại kế duyên. Đi qua một đầu tràn đầy hàng rau đường nhỏ, trước mắt chính là Đồng Thụ phường, cổng phố phía sau có một quả lão ngô đồng, chính là Đồng Thụ phường danh tự này tồn tại. Kế tiên sinh, ngày trước kia chưa từng tới Đồng Thụ phường sao? Kế duyên xa xa nhìn một chút viên kia cây ngô đồng, gật đầu nói. Xác thực không tiến vào qua, trước kia nhiều nhất là đi ngang qua. Hai người không ngừng bước, trực tiếp đi vào Đồng Thụ phường, đến nơi này tôn nhã nhã người quen liền một chút nhiều hơn không ít người cũng sẽ cùng nàng chào hỏi đồng thời tò mò nhìn về phía kế duyên nhã nhã trở về à nha bên cạnh vị này là ai vậy là cái nào thư viện đến tiên sinh sao sách theo dõi phu nhân gặp phải tôn nhã nhã lúc đầu cho rằng bên cạnh kế duyên có lẽ là cái nào đến cầu thân nhưng lại xem xét liền thức không giống từng lý thẩm vị này là kế tiên sinh nha ninh an huyện kế tiên sinh Nói như vậy một tiếng, Tôn Nhã Nhã cùng kế duyên cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng đồng thụ phường chỗ sâu đi đến, cái kia họ Lý Phu Nhân nhíu mày nghĩ một lát, kế duyên danh tự này có chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu đã nghe qua. Tại kế duyên cảm giác bên trong, đồng thụ phường so thiên ngư phường muốn náo nhiệt một chút, đương nhiên cũng có thể là là Tôn Nhã Nhã quá đáng chú ý cũng quá nổi danh, chào hỏi người không ngừng, cho nên bên tai luôn có đáp lời. Tôn gia ở vào đồng thụ phường dựa vào tây vị trí, càng là tiếp cận trong nhà kế duyên rõ ràng có thể nghe được tôn nhã nhã mấy lần hít sâu thanh âm tôn nhã nhã phụ mẫu liền sinh một đứa con gái như vậy cũng không cái khác dòng giỏi mà tôn phúc mặc dù không chỉ một nhi tử cũng có khác tôn tử nhưng tôn nữ chỉ có nhã nhã một cái người trong nhà đều xem như rất cưng chiều tôn nhã nhã có thể tại gã cưới phương diện này vẫn là làm nàng hết sức nhức đầu kế tiên sinh bên kia chính là ta nhà ngài xem cái kia bên ngoài buộc lấy hai con ngựa đặt vào một đỉnh cổ kiệu, tới làm mối còn chưa đi sao, thật sự là chán ghét. Ta đi trước thông báo một chút người trong nhà. Nói, Tôn Nhã Nhã đi đầu bước nhanh chạy chậm về đến nhà. Gia Gia, Gia Gia, kế tiên sinh tới, Gia Gia, cha, mẹ, kế tiên sinh đến rồi. Tôn Nhã Nhã một đường chạy chậm đến về nhà, đến trong nội viện nhìn thấy bốn cái kiệu phu còn tại cái kia uống trà gặm hạt dưa, mà đi vào trong nhà phòng tiếp khách bên trong, bởi vì tôn gia vốn liếng khách quan những người khác giàu có một chút, phòng tiếp khách bên trong bài trí hiện ra 10 phần vừa vặn. Cái kia hồng quang đầy mặt bà mối vẫn còn, còn có mặt khác hai người trung niên cũng ngồi tại trước khay trà, tôn gia phụ mẫu ngay tại vì bọn họ thêm trà, mà gia gia tôn phúc ngồi ở vị trí đầu. Nhã nhã, ngươi trở lại rồi. Nói ra đi một chút, thế nào rời đi lâu như vậy? Tôn mẫu gặp tôn nhã nhã vào nhà, lập tức liền đi qua dắt tay nàng đem nàng lĩnh tới, cái kia bên cạnh tòa tôn phúc vội vàng cho mình tôn nữ giải vây. A à Ngọc Lan, ta nhã nhã cùng khác cô nương khác biệt, có lẽ ra ngoài nghĩ văn chương đâu. Bên cạnh cái kia bà mối cũng một cái sức lực nơi cười, cùng lúc tới một dạng trên dưới dò xét tôn nhã nhã. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tôn cô nương thường có cấu tứ, ra ngoài học nữ đức rất tốt, nha đúng rồi, tôn cô nương, vừa rồi chúng ta còn nói sao, công tử nhà họ phùng đối ngươi tài học cũng mười phần ngưỡng mộ, nói ngươi tài mạo song tuyệt, còn hy vọng mời ngươi cùng một chỗ đi thuyền cùng dạo xuân một gian. Nghiên cứu thảo luận thư họa đâu, ha ha ha. Công nhã nhã miễn cưỡng cười cười, nói câu quá khen, sau đó vội vàng hướng về phía cao đường bên trên Gia Gia nói. Gia Gia, ngài vừa rồi không nghe thấy A, à, kế tiên sinh đến rồi. A. À. Công phúc sửng sốt một chút, công nhã nhã cho là hắn không nghe rõ, liền đến gần một bước lớn tiếng nói. Kế tiên sinh tới, Kế tiên sinh, cư an tiểu các kế tiên sinh, nhanh đến nhà chúng ta. Tôn Phúc bỗng cảm thấy phấn chấn, một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cái gì? Kế tiên sinh trở về rồi. Đúng, kế tiên sinh trở về, hơn nữa đến nhà chúng ta, ta nói để cho tiên sinh trong nhà ăn cơm, gia gia còn có cha mẹ, các ngươi sẽ không không đồng ý sao? Tôn Nhã Nhã cha mẹ sắc mặt rõ ràng cũng hưng phấn không ít. Làm sao lại không đồng ý đâu? làm sao lại không đồng ý đâu kế tiên sinh nhanh đến sau đi một chút chúng ta đi nên đón tiên sinh công phúc hơi có vẻ kích động phóng ra mấy bước sau đó liền trở về đem trong tay chén trà buông xuống gặp bên cạnh bà mối cùng cùng đi hai cái tiên sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cũng giải thích một câu các vị trước tạm an tọa có vị ta tôn gia bạn cũ tới bái phỏng chúng ta phải đi nên đón một chút nói công phúc ngay tại tôn nhã nhã nâng đỡ cùng đi ra cửa đi Công nhã nhã phụ mẫu cũng hướng bà mối ba người xin lỗi một tiếng, theo sát phía sau cùng đi ra, tôn gia mấy đời người đối kế duyên kính trọng thế nhưng là chưa hề giảm bớt. Bà mối cùng bên cạnh hai cái cùng đi tiên sinh liếc nhau, phía sau hai người dẫn đầu đứng lên, cũng dự định đi ra xem một chút. Tôn gia bốn người cùng đi ra gia môn thời điểm, một thân nhạc áo xám áo kế duyên đã đến ngoài viện, tôn phúc vội vàng dẫn đầu hướng về kế duyên hành lễ. Gặp qua kế tiên sinh, kế duyên cũng hồi lễ, Đi vào trong nội viện đưa tay đem càng lộ vẻ vẻ già nua tôn phúc đỡ thẳng. Không cần đa lễ. a à a à, tiên sinh có thể đến, khiến chúng ta tôn gia bồng tất sinh huy, mau mau mời vào trong, mời vào trong. Tôn phúc đưa tay dẫn mời, kế duyên gật đầu sau đó cũng không chối từ, tại tôn gia nơi này quá phận khiêm cung ngược lại không thích hợp, quét qua một chút trong nội viện bốn cái kiệu phu, nhìn nhìn lại phòng tiếp khách cửa ra vào ba người kia, sau đó cùng tôn gia người cùng một chỗ tiến vào phòng tiếp khách. Kế tiên sinh, xin mời ngồi. Ngọc Lan, mau mang trà. Tôn Phúc đem chính mình chỗ ngồi nhường ra, gặp Kế Duyên sau khi ngồi xuống, mới quay về Tôn phụ nói. "Mau mau, đi đem người hai cái đệ đệ đều gọi tới, đúng rồi, còn có ngươi Nhị Bá Tam Bá cùng cô cô đều mời đến, liền nói Kế tiên sinh tới, mau tới bái kiến một chút." Kế Duyên tại bên cạnh nghe được lông mày giật mình, "Tôn gia đây là thật lớn cả nhà đều muốn đến a." À. Kế tiên sinh Ngài cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ngài hiếm thấy đến một chuyến, ta cảm thấy lấy nên để cho mọi người đến bái kiến một chút. Lúc trước công lão đầu hết thảy có bốn con trai, Tôn Phúc là nhỏ nhất cái kia, bây giờ đều đã già đi, mấy năm trước huynh trưởng tạ thế, Tôn Phúc liền càng thêm đa sầu đa cảm, hiện tại kế duyên tới, luôn cảm thấy Tôn gia người đều nên đến bái kiến một chút. Ách ha ha, không có gì đáng ngại. Kế duyên cười lấy trả lời một câu, đã có thể tưởng tượng một hồi các đại gia tử cùng đi rầm rộ. Bên kia bà mối còn chưa lên tiếng, trong đó một cái giữ lại râu ngắn nam tử ngược lại là hướng về kế duyên chấp tay, đã là hướng về kế duyên cũng là hướng về tôn gia người dò hỏi. Không biết vị tiên sinh này là người thế nào, tại nơi nào cao tự a? Kế duyên đứng lên đáp lễ. Bỉ nhân kế duyên trong huyện người rảnh rỗi một cái cũng không cao tự chỗ. Một bên tôn nhã nhã há to miệng, nhưng không nói gì mà là xích lại gần tôn phúc bên cạnh nhỏ giọng nói: gia gia kế tiên sinh tới hiện tại cũng không phải là mối thời điểm sao? chuyện này tôn phúc do dự còn chưa lên tiếng đâu bên kia bà mối đã mở miệng cười thế thì vừa vặn hiện tại tôn gia cũng náo nhiệt các phương thân thích cũng hồi đến vừa vặn a à, tôn cô nương cửa này tiện sát người bên ngoài việc vui cũng nói đi ra để cho tất cả mọi người thương thảo thương thảo kế duyên trông thấy tôn nhã nhã xin giúp đỡ ánh mắt trông lại liền ra vẻ không biết nơi hỏi thăm tôn gia người nhã nhã đây là có gì việc vui a à? ách hồi tiên sinh mà nói nhã nhã cũng đến nói chuyện cưới gã niên kỹ, là có người tới cửa cầu hôn đối phương gia cảnh tốt gia phong cũng không kém là cửa tốt việc hôn nhân a à? cái kia bà mối cũng cười ha hả xen vào rất tự nhiên mà nói đây chính là tôn gia mộ tổ bốc lên khói xanh có thể có như thế một cái tài mạo song toàn cô nương việc hôn nhân nếu là có thể thành tôn gia a coi như đặt lên cành cây cao rồi ha 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 trèo cao sao kế duyên lông mày nhíu lại lời này hắn liền không thích nghe nhìn bà mối một chút cũng quét qua tôn gia người cùng hai nam tử lại thêm nhìn thấy sắc mặt rõ ràng mang theo chán ghét tôn nhã nhã nhàn nhạt mở miệng nói thân sĩ quyền quý nhân gian vương hầu nhã nhã nếu muốn gả ai cũng không tư cách nói là để cho nhã nhã trèo cao. Đứng tại tôn phúc phía sau tôn nhã nhã âm thầm chính mình vỗ tay, vẫn là kế tiên sinh trong khi nói chuyện nghe. Khẩu khí thật là lớn. Đây là bà mối cùng cái kia hai nam tử trong lòng cộng đồng ý tưởng, đồng thời không khỏi cũng lần thứ hai dò xét kế duyên, một thân mặc dù quần áo tương đối một mạc, nhưng khí chất thực sự bất phàm. Cái kia giữ lại râu ngắn nam tử không khỏi mở miệng. Tôn cô nương đúng là khó gặp tài nữ, nhưng tiên sinh lời này khó tránh khỏi có chút quá mức, chúng ta đương nhiên sẽ không coi là thật, nhưng nếu là người hữu tâm nghe qua, tiên sinh lời nói cũng sẽ ảnh hưởng tôn gia phong bình A. À. Nam tử này lời nói tại biểu đạt bất mãn đồng thời xem như xem như nói tới mười phần khách khí, một bên bà mối mặc dù đang cười, nhưng liền hơi rõ ràng một chút. a à, u cái này tiên sinh nói cái gì lời nói nha, ngài cùng tôn gia giao tình xem ra là không cạn, nhưng ta là làm mai mối, song phương gia thế đều phải hiểu rõ rõ ràng vừa rồi lời kia quả thật có chút nói quá sự thật đương nhiên ngài nhất định là tôn cô nương trưởng bối lời này cũng tình có thể hiểu ha 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 kế duyên cười lấy gật gật đầu cái này bà mối cũng là không hổ là quanh năm làm mai mối chắc hẳn tại bà mối bên trong cũng là thuộc về cao thủ nói chuyện trình độ xác thực không thấp chính là châm chọc người đều không mang theo cái gì chữ thô tục nói trắng ra là chính là đang nói công gia tính không được gia thế trong sạch đừng nói nói dối Nơi này không trong trắng cũng không phải là nói công gia có người làm điều phi pháp, mà là chỉ xử lý tiện nghiệp, mà tôn thị mấy đời người đều làm mì nước, vẫn là ven đường quầy hàng, chính là một loại tiện nghiệp. Bà mối mới nói xong lời nói, lần thứ nhất chân chính xem kế duyên con mắt, cũng thấy rõ không dùng chướng nhãn pháp cái kia một đôi mắt xanh, rõ ràng là sửng sốt một chút. Hừ. Tôn nhã nhã tại bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói cái gì lời nói, bản chất bên trên nàng cũng biết đây là tình hình thực tế mà tôn gia những người khác còn lại là nghe không được cái gì nhưng cũng có thể cảm giác được kế duyên lời kia vừa thốt ra bầu không khí tựa hồ có chút khẩn trương ách kế tiên sinh cái này dù sao nguyên lai like đều là khách tôn phúc đang nghe chuyện trên TV audio cv cứng đầu hướng về phía kế duyên nói như vậy một câu người sau từ bà mối trên thân thu tầm mắt lại hướng về phía tôn phúc cười nói ha ha là kế mổ nhiều lời bất quá kế mổ vừa rồi lời nói cũng không phải nói ngoa cùng kế duyên ánh mắt một đôi tôn phúc lập tức có chút giật mình nha chư vị uống trà chư vị uống trà nhã nhã cho mọi người tiếp tục nước trà a à, theo tôn nhã nhã sách theo ấm trà vì mọi người châm trà vừa rồi hơi hơi khẩn trương bầu không khí cũng hòa hoãn lại bất quá kế duyên tới mặc kệ bà mối có nguyện ý hay không chủ yếu chủ đề đều không thể tránh khỏi từ làm mối sự tình bên trên chuyển hướng tôn gia sẽ giảng một chút ninh an huyện những năm này sự tình hơn nữa cũng rất tò mò kế duyên kiến thức mà kế duyên cũng sẽ chọc lấy có thể nói nói một chút xem như thỏa mãn mọi người một chút lòng hiếu kỳ cái kia hai nam tử cũng cẩn thận nghe song phương lời nói cũng coi là muốn biết một chút kế duyên cái này người chỉ có bà mối vẫn như cũ không quên sứ mệnh cùng mình thù lao đơn giản chỉ cần lôi kéo tôn nhã nhã mẫu thân tại bên cạnh không ngừng kể cửa hôn sự này thế nào thế nào ước chừng hơn một phút phía sau lão tôn người nhà lần lượt chạy đến đối với kế duyên so sánh coi trọng cũng chính là tôn phúc các huynh đệ cùng với tôn phúc sau đó trực hệ tử tôn nhưng tăng thêm một loại tham gia náo nhiệt tâm lý cho nên mới tôn gia người quả thực không ít đi đầu còn lại là hai cái già lọng khọng lão nhân tựa như là hẹn rồi đồng dạng tôn gia nhiều người như vậy đều tại không sai biệt lắm thời điểm đến tôn nhã nhã nhà sau đó chân sau truy chân trước một dạng tiến vào trong nội viện đám người này rộn rộn ràng ràng nơi đều đến xem chính mình kế duyên đương nhiên cũng không ngồi được đi ra khỏi phòng tiếp khách đi đến trong nội viện một đám công gia lão tiểu tại vài cái lão nhân dẫn đầu phía dưới cùng một chỗ hướng về kế duyên hành lễ ta tôn thị lão tiểu bái kiến kế tiên sinh không cần đa lễ kế duyên đem hai cái lão nhân đỡ thẳng còn như còn lại mấy cái bên kia phần lớn kỳ thực chính là tham gia náo nhiệt làm dáng một chút thì nhiều lắm là gật gật đầu Công Phúc nhị ca cánh tay khẽ run nơi nắm lấy kế duyên tay, hơi có vẻ kích động cảm khái nói: Tiên sinh a, à, nhiều năm không thấy a. À. Năm đó liền nên cùng cha cùng đi bái phỏng ngài. Công Phúc tam ca thể cốt hơi tốt một chút, nhưng vẫn như cũ tuổi già sức yếu, tại bên cạnh cũng không quên nói chuyện với kế duyên. Kế Tiên sinh, ta là Tiểu Mau, ngài nhớ rõ ta đi. Năm đó ngài từ vài cái du côn trong tay dùng tiền cứu hồng hồ, ta ngay tại bên cạnh vác gạo mặt đâu. Kế duyên cười lấy hướng bọn họ gật gật đầu, nhưng không nhiều lời cái gì. Trước kia hắn cũng trên đường ngẫu nhiên gặp qua anh em nhà họ Tôn, kỳ thực chân chính ngoại trừ Tôn Phúc. Cái này các huynh để lúc trước đối kế duyên tôn trọng là có, nhưng cũng gần là đối với học vấn người tôn trọng, cũng không tính đa đặc thù. Nhưng hiển nhiên bây giờ già rồi tư tưởng liền cải biến. Bà mối cùng cái kia hai nam tử, cùng với trong nội viện bốn cái kiệu phu, tại bên cạnh xem đến hơi kinh ngạc, tôn gia từ trên xuống dưới thế mà mang nhà mang người tới lớn nhỏ ba mươi mấy người, cùng một chỗ hướng về kế duyên hành lễ không nói, hai cái rung rung rẩy rẩy lão nhân nói chuyện với kế duyên ngữ khí. Đúng là tựa như vãn bối hướng về phía trưởng bối, loại cảm giác này thật sự là quỷ dị cực kỳ. Tôn gia người cùng một chỗ hành lễ phía sau, còn nhúng nháo dỗ dành nói không ngừng, tôn phúc cũng liền đi tới một bên, thuận thế hướng về tới làm mối mấy người uyển chuyển biểu đạt tiện khách ý tứ, dù sao trong nhà hiện tại xác thực không thích hợp đàm luận gã cưới sự rồi. Bà mối đương nhiên rất có phê bình kín đáo. Tôn lão hán, cái này việc hôn nhân thế nhưng là đánh lấy đèn lồng đều tìm không được, các ngươi tôn gia cũng đừng sai lầm tôn nhã nhã chung thân. Vân vân, lão hán ta minh bạch. Ta xem ngươi là không biết rõ, cái kia phùng công tử A chẳng những gia thế tốt, học thức cũng cao A, lập tức sẽ tham gia thi hương, nhất định là có thể trúng bản, hơn nữa hắn trước đây cũng tại Huệ Nguyên Thư viện đọc sách, kéo kéo quan hệ lời nói, cùng Doãn Phò Mã Gia là một cái thư viện đi ra, tương lai đi kinh thành. Nói không chính xác còn có thể cùng Doãn Tướng Gia nhờ vả chút quan hệ. Bà mối còn ở lại chỗ này thổi, Tôn Phúc nghe chợt có chút không kiên nhẫn, hắn nhớ tới nghe nhã nhã nói qua, Doãn Phò Mã Gia lúc trước mang theo công chúa cùng một chỗ đến cư an tiểu các bái kiến kế tiên sinh sự tình, trước mắt bà mối liếu lo không ngừng bỗng nhiên có chút buồn cười. Được rồi được rồi, lão hán biết, các vị mời trở về đi. Cái này bà mối là cái cực sẽ nhìn mặt mà nói chuyện chủ, mơ hồ cảm giác được tôn phúc thái độ biến hóa, hơi sững sờ liền không nói thêm lời. Cái kia các ngươi cố gắng ngẫm lại a à, ngày khác ta lại đến. Tốt, các vị đi thông thả, trong nhà có khách, liền không tiễn. Bà mối cùng cái kia hai nam tử cùng một chỗ rời đi, người trước lên cổ kiệu, người sau lên ngựa, tại rời đi thời điểm, hai nam tử vẫn như cũ nhìn lại tôn gia viện lạc mấy lần đi trên đường cái kia râu ngắn nam tử hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói ninh an huyện có kế duyên nhân vật này sao chưa nghe nói qua trong kiệu bà mối cũng ở bên mảnh vải nơi thăm dò ta cũng chưa từng nghe qua cùng tôn gia quan hệ tốt người ta ta cũng đều nghe qua nào có họ kế ngược lại là khiên kiệu kiệu phu bên trong có một cái khỏe mạnh nam tử do dự một chút mở miệng nói chuyện nếu nói ta ninh an huyện bên trong họ kế người tiểu nhân ngược lại là có chút ký ức cổ kiệu là trong huyện gọi cho nên kiệu phu đều là ninh an huyện người địa phương cưỡi ngựa râu ngắn nam tử lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ ồ nói nghe một chút kiệu phu một bên vững vàng mang cổ kiệu một bên hơi có vẻ do dự nói tiểu nhân mặc dù có chút ký ức nhưng ách a ngươi ngược lại là nói chuyện a Bà mối đối mấy cái này nhất kiệu cũng không có khách khí như vậy. Vân vân. Trước kia, ừm, tại tiểu nhân còn lúc rất nhỏ sau đó nghe qua kế tiên sinh sự tình, tựa như là huyện ta bên trong một cái kỳ nhân, ở là nhà có ma, còn dùng tiền cho thụ thương hồ ly chữa bệnh. Cái này Kiệu Phu nói như vậy lên, bên cạnh ba đồng bạn bên trong lập tức cũng có người lên tiếng. A a a, chính là hồ ly bái tiên sinh sự kiện kia sao? Nguyên lai cái kia tiên sinh họ kế a à đúng 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 chính là sự kiện kia trong truyền thuyết cái kia hồ ly đều sắp bị du côn đánh chết sắp bị chó cắn chết rồi gặp kế tiên sinh đi qua liều mạng xông tới đến trên đường quỳ lạy cầu cứu sau đó kế tiên sinh liền dùng tiền từ du côn người nhàn rỗi trong tay mua hồ ly mang đến cứu chữa a à, ta lại nghĩ tới đến một chuyện tin đồn doãn văn khúc cùng kế tiên sinh là bạn tốt ra làm quan trước đó quan hệ thật tốt cũng không biết thật giả những lời này nghe được bà mối cùng hai nam tử có chút sững sờ nhưng nếu là như các ngươi nói cái này kế tiên sinh được bao nhiêu tuổi a à? đúng vậy a à, cho nên những sự tình này tiểu nhân cũng không nắm chắc được sao nha đúng rồi đến hẳn là kế tiên sinh nhi tử đúng đúng hẳn là dạng này không sai ta cảm thấy lấy cũng thế cái kia đại tiên sinh nhìn xem sao ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu có thể hồ ly bái tiên sinh cố sự lúc đó ta cũng còn không lên tiếng đâu. Ha 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 ha. Vài cái kiệu phu đều cười lên. Ngựa người trên lưng đối chớ lời nói tin đến không nhiều, nhưng quan hệ đến Doãn Triệu Tiên sự tình vẫn tương đối để ý, có lẽ cái kia vừa mới cái kia gọi kế duyên người, hắn trưởng bối thật cùng Doãn Công là bằng hữu đâu. Nghĩ như vậy râu ngắn nam tử cùng đồng bạn đều quyết định được thật tốt hỏi thăm một chút việc này, nếu là thật sự, cũng khó trách cái kia kế tiên sinh dám nói lớn như vậy lời nói, mặc dù vẫn như cũ khoa trương, nhưng ít ra là thật có nhất định sức mạnh, cái kia phùng gia đối tôn gia cái này cái cọc việc hôn nhân thì càng nên coi trọng. Làm mai đội ngũ đi xa, bên kia tôn gia trong viện, kế duyên cũng rốt cục ứng phó xong rồi một đám tôn gia lão tiểu, sau cùng lưu tại tôn nhã nhã nhà chuẩn bị cùng nhau ăn cơm, cũng liền tôn phúc cùng hắn hai người ca ca, những người khác thì đều đã trở về, liền tôn phúc mặt khác hai đứa con trai cũng sớm đã đi để cho chưa kịp gọi lại bọn hắn tôn phúc âm thầm hối hận cơm tối là tôn phúc tự mình thu xếp tôn nhã nhã cha mẹ chỉ có thể ở bên cạnh đánh một chút ra tay kế duyên liền đứng tại phòng tiếp khách cửa ra vào nhìn xem phòng bếp bên kia mặc dù thấy không rõ bên trong bận rộn thành cái dạng gì nhưng nhã nhã cha hắn luống cuốn tay chân động tỉnh lại liên tiếp nhận tôn phúc phê bình bộ dáng để cho kế duyên không khỏi nghĩ đến tôn ký mì nước rất có thể sẽ thất truyền tiên sinh ngài nhìn cái gì đấy Tới nhập tọa, đồ ăn rất nhanh sẽ bưng lên. Công nhã nhã trong đại sảnh nói một tiếng, bên trong đã lắp xong một cái bàn tròn nhỏ, bày xong cái ghế bọn người vào chỗ ngồi. Sau một lát, công thị người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn, trên bàn có cá có thịt có canh gà, càng ít không được công thị một cái bồn lớn mì nước, cùng với dê tạp, công gia người nhiệt tình hướng ngồi ở vị trí đầu kế duyên mời rượu, mà kế duyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, kính mấy chén uống vài chén, lại từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Ông chuyện chủ đề nói cũng kha khá rồi, cuối cùng vẫn là rẽ đến tôn nhã nhã hôn sự bên trên, tôn phúc lại kính kế duyên một chén sau đó, cân nhắc nói. Kế tiên sinh, nhã nhã có thể có hiện tại, cũng là bởi vì ngài dạy nàng viết chữ duyên cớ, bây giờ nàng đã là kết hôn niên kỷ, là nên tìm cửa tốt việc hôn nhân, vừa rồi cái kia phùng gia, ngài cảm thấy không tốt. Tôn nhã nhã nghe xong cái này liền một trận bực bội. Gia gia, cái kia họ phùng ban đầu ở Xuân Huệ phủ ta gặp qua, ta không thích hắn. Chuyện cưới gả, phụ mẫu chi mệnh môi trước nói như vậy, chớ hồ nháo. Công phụ dạy dỗ tôn nhã nhã một câu, người sau kìm nén bực bội, trực tiếp rời chỗ trở về gian phòng của mình. Kế duyên nuốt xuống trong miệng đồ ăn cùng rượu, để đổ xuống, rất chân thành nhìn về phía tôn phúc nói. Năm đó ta tại thiên ngư phường bên ngoài, từng nói qua, tôn gia có bất cứ chuyện gì, đều có thể tới tìm ta, cái kia bây giờ chỉ là vì hôn sự này rồi. Kế duyên một mặt ý cười, ánh mắt quét qua tôn gia tất cả mọi người, tôn phúc hơi sững sờ, há to miệng, trong miệng một cái, đúng, chữ lại cắn không nói ra. Tiên sinh, ngài xem. Tôn nhã nhã liền trở về phòng tiếp khách, trong tay triển khai một bộ tự thiếp, kế duyên quay đầu nhìn lại hai mắt tỏa sáng, tôn nhã nhã trong tay tự thiếp là nàng bút thích, nhưng dán lên chi chữ linh động uyển chuyển, phản phất một vũng thanh tú nước, kế duyên ánh mắt quét tới, đơn giản chữ chữ như sóng, có thể lại nhìn kỹ. Trong đó cũng chứa băng lăng. Chữ tốt. Tiên sinh, tôn gia có việc có thể tìm ngài, nhưng tôn gia những người khác, đại biểu không được nhã nhã. Tôn nhã nhã câu nói này nói tới âm vang mạnh mẽ, kế duyên nhoẻn miệng cười, gật đầu nói. Có lý. Kế duyên cũng là không vội mà hỏi tôn gia người, mà là trực tiếp từ tôn nhã nhã trong tay tiếp nhận bộ kia tự thiếp, cầm tới trước mắt nhìn kỹ. Càng xem, kế duyên càng là cảm thấy chữ này không đơn giản, linh động cùng nhu hòa bên trong nội uẩn mục của mịt mờ khí thế. Loại tình huống này cũng phù hợp cái gọi là gặp chữ như gặp người, tự thiếp bên trên văn tự tựa như ẩn dự tôn nhã nhã tự thân, nội tâm khát vọng thanh tĩnh liền gợn sóng nổi lên bốn phía. Loại này linh tính đã đại biểu cho khát vọng lột xác, cũng nói lấy lột xác khả năng. Kế tiên sinh, ngài cảm thấy ta chữ thế nào? Tôn nhã nhã rất mang theo kiêu ngạo hỏi thăm một câu, quả nhiên nhận được kế duyên tán thành. Được xưng tụng một câu mọi người chi tác, cũng không ít người hướng ngươi cầu chữ sao? Câu này nhìn như khích lệ lời nói, kỳ thực đã là kế duyên rất khắc chế kết quả, Tôn Nhã Nhã chữ đã học được hắn mấy phần chân tủy, thế gian khó tìm, liền doãn triệu tiên cũng không sánh nổi, có thể nói hoàn toàn ra khỏi kế duyên lúc trước đoán trước. Nghe được kế duyên nói như vậy, Tôn Nhã Nhã cười cười. Có là có, bất quá không coi là nhiều tự viết ra cái này tự thiếp phía sau ta cũng rất ít tại bên ngoài viết chữ tự mình luyện chữ chung quy thức khó mà đột phá liền như là ta cái này khốn cảnh nếu ta là thân nam nhi chỉ sợ cũng không phải như vậy sao kế duy nhìn về phía chung quanh tôn gia người cũng đều đang nhìn tôn nhã nhã chữ bọn hắn tất cả đều không biết chữ nhưng cũng cảm thấy chữ này đẹp mắt lại khó tránh khỏi không hiểu trong đó giá trị công phúc xem kế tiên sinh quét qua tôn gia người phía sau chỉ là thưởng thức tự thiếp mà chính mình tôn nữ bảo bối trong lời nói mang theo một loại ai oán bầu không khí có chút xấu hổ tình huống dưới vội vàng mở miệng ách đông rõ nhanh lại đi phòng bếp trong bình trang trí hoa điêu tửu trên bàn uống nhanh xong rồi ngọc lan ngươi lại đi múc chút thịt hầm nồi đất bên trong vẫn còn a à a à, cốc cha tôn phụ tôn mẫu quào một cái lấy trong đó một cái hết rồi bầu rượu một cái cầm hết rồi lớn bát hoa cùng một chỗ rời chỗ mà tôn phúc thì một bên dùng trên bàn bầu rượu cho kế tiên sinh cùng hai cái huynh trưởng rót rượu, một bên tán dương cháu gái của mình đến hòa hoãn bầu không khí. Tới tới tới, kế tiên sinh, lão hán cho ngài rót đầy, vẫn còn nhị ca tam ca đều rót đầy rót đầy, ha ha ha. Nhà chúng ta nhã nhã thật sự là làm rạng rỡ tổ tông a, à, học vấn kia là thật tốt. Nào có người ta chọn nhã nhã, nhất định là nhã nhã chọn người ta a. À. Trong thấy gia gia mình hướng mình cười làm lành nhưng nói gần nói xa vẫn là ngóng trong chính mình lấy chồng, khổ khuôn mặt tôn nhã nhã lại là khí lại là muốn cười, lại có loại lý giải hiện thực nhưng không chịu nhận có thể bất đắc dĩ. Gia gia, nhị gia gia tam gia gia, kế tiên sinh tử lượng tốt, các ngươi liền ít đi uống chút đi, niên kỹ đều lớn rồi. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại cao hứng, cao hứng. Đúng đúng, rót đầy rót đầy. Vài cái lão đầu cười ha hả, ánh mắt bên trong càng là từ ái, Tôn Nhã Nhã thì càng lòng buồn bực, chỉ có thể nhìn về phía kế duyên, đã thấy hắn vẫn tại nhìn kỹ tự thiếp, thần sắc tại trên giấy như gần như xa, trong tay hình như có nhịp. Loại cảm giác này, phản phất giống như hồi nhỏ Tôn Nhã Nhã tại năm đó tiểu các bên trong cầm chữ cho tiên sinh xem, cho nên giờ phút này nàng cũng không khỏi hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Tôn Nhã Nhã phụ mẫu cùng một chỗ đến phòng bếp, một cái cầm lớn bát hoa múc thịt, một cái mở ra hoa điêu cái bình múc rượu tôn mẫu nhìn nhìn đèn đuốc sáng trên phòng tiếp khách phương hướng tiếp cận ngồi sổng trang rượu tôn phụ lấy cùi chỏ chọc chọc hắn phía sau lưng tại hắn bên cạnh nhỏ giọng nói a à, tướng công ngươi nói nếu như nhà ta cầu kế tiên sinh cho cái đại phú đại quý có thể được sao tôn phụ cũng hơi đồng ý cũng ngẩng đầu duỗi cổ nhìn quanh một chút phòng tiếp khách nghiêng đầu nói khẽ với tôn mẫu nói nhất định có thể thành a à, ngươi quên trước đây ít năm phò mã gia cùng công chúa tự mình đi cư an tiểu các mời kế tiên sinh đại phú đại quý bất quá là kế tiên sinh một câu nói sự tình a à. tôn nhã nhã phụ mẫu mặc dù cùng kế duyên tiếp xúc không nhiều nhưng có một chút là rất rõ ràng cái này kế tiên sinh khẳng định là có đại năng chịu đựng cùng doãn tướng giao tình cũng là vẫn luôn không từng đứt đoạn điểm này từ năm đó tôn nhã nhã đến cư an tiểu các học chữ thời điểm lúc đầu liền dần dần có rồi rõ ràng nhận biết cho nên hai người bọn họ cũng rất kính trọng kế duyên chỉ là cùng phụ thân Tôn Phúc hơi có khác biệt mà thôi. Này lại hai vợ chồng trong lòng kích động lên, Tôn Mẫu càng là nhịn không được liền lôi kéo trượng phu. Ngươi nói kế tiên sinh vừa rồi chạm vạn tối lời nói là có ý gì, có phải là? Tôn Mẫu lời nói vừa ngừng, nhìn về phía trượng phu nói. Có phải là nói kỳ thực kế tiên sinh, có thể vi nhã nhã tìm một hộ chân chính quan lại quyền quý A. Đúng rồi, ta nghe nói doãn tướng thế nhưng là có cái nhị công tử nha. Tê. Công nhã nhã phụ thân cảm thấy có chút tê cả da đầu, khó tránh khỏi bay lên một cổ càng thêm mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Nếu như là dạng này, ai để ý tới kia cái gì công tử nhà họ Phùng a? Hai người giấu trong lòng kích động, mang theo rượu cùng thịt trở về, hướng về phía kế duyên thái độ liền càng thêm ân cần mấy phần. Tới tới tới, thịt tới, rượu cũng tới, kế tiên sinh, ngài uống nhiều mấy chén a? Tôn phủ sách theo bầu rượu liền dẫn đầu cho kế duyên đến rót rượu, chỉ là gặp kế duyên rượu trong chén vẫn là mãn, suy nghĩ một chút vẫn là nhỏ mấy dọc đi vào, nhưng kế duyên toàn bộ hành trình chỉ là đang nhìn chữ, tâm vô bàn vụ đắm chìm trong đó, đối với ngoại giới mắt biết tai ngơ. Chỉ có điều một cái ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa một mực mười phần có tiết tấu gõ lên mặt bàn, tựa như đang nhìn chữ đồng thời cũng có giai điệu ở trong đó. Ngồi xuống ngồi xuống, đừng quấy rầy tiên sinh. Tôn Phúc vội vàng hướng về Nhi Tử vẫy tay, Tôn Đông Minh vô ý thức trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, cẩn thận nơi hỏi một câu. Cha, kế tiên sinh hắn. Một bên Tôn Đông Minh nhị bá nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói. Tiên sinh vừa rồi cứ như vậy. Nha nha. Tôn Đông Minh nhìn xem Tôn Nhã Nhã, gặp nữ nhi ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn xem kế duyên tựa như đang đợi tiên sinh chỉ điểm, mà những người khác không nói lời nào, phòng tiếp khách bên trong mười phần yên tĩnh, bầu không khí rất kỳ quái. Đợi một hồi vẫn là như vậy, Tôn Đông Minh nhịn không được nhìn một cái đi đến Tôn Phúc bên cạnh, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Cha, ngài hỏi một chút kế tiên sinh, ách, kinh thành những cái kia quan lại quyền quý có phải là có công tử muốn lấy vợ a? À? nghe nói doãn tướng nhị công tử niên kỹ vậy. Tôn Phúc một chút quay đầu, hung hăng trừng con trai mình một chút. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chớ ma quỷ ám ảnh cũng chính là một câu nói kia phía sau kế duyên một mực gõ mặt bàn tay ngừng lại tựa như làm quyết định gì ngẩng đầu trước tiên nhìn về phía tôn nhã nhã người sau tư thế ngồi cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng gật đầu phía sau lại nhìn về phía tôn phúc ta xem tôn gia người cũng không hiểu ta câu nói kia phân lượng không bằng kế mổ lại nói được rõ ràng một chút đi kế duyên truyền tôn nhã nhã thư pháp chứng kiến hắn được mấy phần chân tủy tại tiên đạo bên ngoài mà nói chân chính được cho cùng hắn kế duyên là tuy không sư đồ chi danh nhưng có một tầng nhàn nhạt sư đồ chi thực ở nhân gian bách tính nhân gia bên trong kế duyên bình thường đều là chỉ nói nhân gian sự tình nhưng hiện tại vì tôn nhã nhã có thể phá lệ nói xong phía trước cái kia nửa câu kế duyên dừng một chút tôn gia tất cả mọi người chờ mong đều đập vào mắt bên trong mọi người đều mơ hồ chỉ tôn nhã nhã một người rõ ràng có thể trong mong nhân gian tài phú có thể đạt tới thế tục quyền quý có thể nắm càng võ chi công, có thể thu được u minh chi đức, có thể lập thần nhân dấu hiệu, có thể lấy tiên sơn duyên phận, hướng đạp ngô đồng hoàng hôn xem đông hải thế nhưng ngao du mười phương các giới tứ hải động thiên cũng có thể. công gia mấy đời người cùng ta kế duyên kết xuống một phần thiện duyên, mà kế mổ cũng rất ưa thích nhã nhã đứa nhỏ này, như trên đủ loại cho chọn thứ nhất. công nhã nhã con mắt càng trừng càng lớn, hơi hơi há miệng hơi có vẻ thất thần, nàng vốn là các loại kế tiên sinh tế bình nàng chữ lại không nghĩ rằng chờ đến là như thế rung động lời nói. Tôn gia người cũng tất cả đều mắt trợn tròn, nhưng càng nhiều là không biết làm sao, kế duyên trong miệng lời nói, liền tựa như ngoài miếu xem thần tỉnh khẩu ngắm trăng, thâm ảo liền xa xôi, biết rõ kỳ mỹ tốt, nhưng cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Một hồi lâu, tôn gia người mới rốt cục phản ứng lại, đầu tiên là một loại hoang đường cảm giác, nhưng cảm giác này tại đón nhận kế duyên một đôi mắt xanh phía sau liền nhanh chóng phai nhạt, đi theo mà lên là nương theo lấy tốc độ tim đập đề thăng kích động cảm giác kế kế tiên sinh chuyện này công phúc lời nói đều nói không lưu loát dưới bàn hai chân đều tại rung nhẹ nhẹ hoặc là cả người đều bởi vì quá quá kích động mà rung nhẹ nhẹ sớm trước kia hắn liền biết rõ kế tiên sinh là cái kỳ nhân thậm chí khả năng tuyệt không phải phàm nhân nhưng đã nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe được kế duyên nói ra lại là đầu óc trống rỗng kế duyên cũng không trông cậy vào tôn gia người có thể lập tức tỉnh táo lại hắn đầu tiên là nhìn về phía xem như tôn gia nhất gia chi chủ tôn phúc tôn phúc ngươi sẽ như thế nào chọn nói xong kế duyên lại nhìn về phía tôn nhã nhã nói nhã nhã ngươi liền muốn như thế nào chọn nói trắng ra là kế duyên coi trọng cũng liền cái này ông cháu hai người ý kiến mà thôi ta đương nhiên tôn nhã nhã há miệng liền muốn nói ra có thể lời đến khóe miệng lại mạnh mẽ nhịn được, đây là bọn hắn tôn gia phúc không phải một mình nàng phúc, cho nên lời nói liền thay đổi là hỏi thăm. Tiên sinh, là chúng ta toàn bộ tôn gia đều có thể. Ha ha, nhưng thế phú quý, một người đến thì huệ cả nhà, thoát ly phàm trần sao, si tâm quá mức liền thành vọng tưởng. Kế duyên lời nói này rất minh bạch, minh bạch đến tôn gia người tất cả đều nghe hiểu được, tôn phúc càng là rõ ràng, hắn nhìn xem con trai con dâu, nhìn xem hai cái huynh trưởng, cuối cùng nhìn về phía cắn môi tôn nhã nhã dưới bàn tay nắm đấm bóp một cái kế tiên sinh ta truyền thừa tôn ký tiệm mì cũng là tôn ký hiện tại nhất gia chi chủ việc này ta tới nói bất luận là vinh hoa phú quý vẫn là thành tiên thành thần ta hy vọng để cho nhã nhã có thể có tốt hơn tương lai tiên sinh ngài nhất định là biết rõ cái gì tốt nhất liền muốn tốt nhất tôn gia phụ mẫu há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng đều không mở miệng bên cạnh tôn phúc hai cái lão huynh trưởng chỉ là nuốt một ngụm nước bọt nhưng cũng không có mở miệng nói tôn nhã nhã trong mắt trưng trưng vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem tôn phúc gia yeah, gia yeah. kế duyên cười cười hắn kỳ thực cũng không dám nói biết rõ cái gì là tốt nhất nhưng ít ra rõ ràng tôn nhã nhã khát vọng hắn đứng dậy sửa sang lại một chút áo mũ trực tiếp đi ra ngoài chờ đến phòng tiếp khách cửa ra vào thời gian mới bên cạnh mặt ngoái nhìn nói đêm nay sự tình liền chỉ giới hạn ở tôn gia người biết được vẫn còn nhã nhã, thu thập một chút tâm tình, ngày mai tiếp tục đến cư an tiểu các tập viết, sau này dẫn ngươi đi cái địa phương đọc sách, còn như những cái kia làm mai, như không có để ý, liền đều đẩy đi. Nói xong những này, kế duyên bước ra phòng tiếp khách, bước nhẹ nhàng bước chân rời đi, nguyên bản kế duyên ngồi xuống vị trí bên trên, một chén kia một mực chưa uống rượu nước, tại lúc này hóa thành một đầu lóe ra lưu quan ngấn nước, vòng quanh mấy vòng đuổi theo. Tôn nhã nhã một chút đứng lên đuổi tới phòng tiếp khách cửa ra vào, lớn tiếng trả lời một câu. Biết rõ tiên sinh. Tại kế duyên sau khi đi, tôn nhã nhã cái kia cổ mãnh liệt cảm giác hưng phấn liền rốt cuộc ức chế không nổi, xông về phòng tiếp khách lại là ông gia gia, lại là ông phụ mẫu, sau đó giống như cái tiểu hài một dạng trong phòng trên nhảy dưới tránh. Loại tình huống này, lão tôn trong nhà liền vẫn như cũ có rượu có đồ ăn, thừa dịp cao hứng, một bàn này yến hội tự nhiên liền kéo dài một hồi lâu, nửa cái canh giờ phía sau, tôn gia mới thu thập sạch sẽ phòng tiếp khách bên trong chén bàn cái bàn. Đêm đã khuya, tôn đông minh phu phụ cùng tôn nhã nhã đều đã trở về phòng nằm ngủ, hai cái lão huynh trưởng cũng tại khách xá bên trong ngủ say, như thế nào cũng ngủ không được lấy tôn phúc liền một thân một mình rời khỏi giường, sau đó dơ nến đi tới tôn gia phòng tiếp khách một bên một gian nhỏ bên cạnh sảnh phần đuôi. Nơi đó bày biện cha mẹ của hắn cùng thê tử bài vị. Tôn Phúc lấy bên cạnh ba chi đàn hương, mượn ánh nến đem hương đốt, dơ hương bái ba bái, sau đó cắm vào trước bài vị tiểu hương lô bên trong. Cha, vẫn là ngài có nhãn lực, nhi tử. Tôn Phúc Thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào, hít thở sâu một hơi, nhìn về phía ba khối bản hiệu cười nói. Nhà chúng ta nhã nhã có tiền đồ, sau mấy lần trước lại thêm tiền đồ. Ngày thứ hai Tôn Nhã Nhã dậy thật sớm, rửa mặt sơ trang phía sau, chỉnh lý tốt chính mình văn phòng tứ bảo, trên lưng trương sách trúc, cùng người nhà bắt chuyện qua phía sau, mang theo vui vẻ tâm tình liền đi cư an tiểu cát. Sau chuẩn bị mở hàng gia gia tôn phúc còn phải sớm hơn một chút. Mặc dù trước kia đều là buổi chiều mới đi, nhưng trước kia tôn nhã nhã còn tại huyện học đi học sao, bây giờ tình huống tự nhiên khác biệt. đi ra ngoài không bao lâu liền gặp được hôm qua gặp qua cổng phố cửa gặp phải phu nhân. tôn nhã nhã bước chân nhẹ nhàng nơi tiếp cận, dẫn đầu nói một tiếng lý thẩm sớm đi giặt quần áo a a là nhã nhã a hiện tại cao hứng như vậy a à, có phải là hôm qua cái thành một cửa tốt việc hôn nhân a à? lý thẩm cười lấy trả lời tôn nhã nhã chỉ cần là đồng thụ phường nhà hàng xóm già trẻ lớn bé cơ bản không có không thích tôn nhã nhã đương nhiên trọng tình ái nàng nam tử cũng không thiếu được chỉ có điều đều chỉ dám âm thầm ngẫm lại không nói toàn bộ biết tôn nhã nhã loại này mới sắc xong tuyệt nữ tử căn bản không phải người bình thường có thể cưới chính là ánh sáng cùng tôn nhã nhã một khối ở lâu một điểm phường bên trong cùng tuổi nam tử đều sẽ cảm giác được từ tàm hình uế trước kia nghe người ta nói như vậy tôn nhã nhã mặc dù trong miệng lễ phép trong lòng cũng là không vui nhưng hiện tại ngược mang đặc biệt thản nhiên mới không phải đâu ngài chậm rãi đi giặt quần áo đi ta đi trước mặc dù lời nói nói như vậy nhưng kỳ thật tôn nhã nhã bước chân một mực không ngừng phía sau đã là ở phía xa hướng về phía lý thẩm hô hào nói xuyên đường phố đi ngõ hẻm Vượt qua khe rảnh đi qua tiểu đạo, nếu không phải sợ Trương Sách bên trong văn phòng tứ bảo đỉnh lấy, Tôn Nhã Nhã thật nghĩ đang bước đi quá trình bên trong xoay tròn mấy vòng, nàng trên đường đi đều là mặt ngoài nụ cười, mười phần tích cực cùng gặp gỡ người quen chào hỏi, thay đổi trong ngày thường rầu rĩ không vui. Tinh khí thần đại chấn phía dưới, giống như một đóa ở ngoài sáng mị nắng sớm phía dưới đua nở hoa tươi, càng lộ vẻ sặc sỡ lóa mắt. Không bao lâu, cổng Trương Sách Tôn Nhã Nhã đã xuyên qua quen thuộc hẹp ngõ nhỏ nhỏ thấy được nơi xa cư an tiểu cát lập tức thu liễm cảm xúc vô ý thức sửa sang lại một chút áo mũ mới bước ổn trọng bước chân đi tới cửa viện phía trước sau đó vuốt vuốt mặt xác nhận chính mình không đem đắc ý quên hình viết lên mặt mới gõ gõ cánh cửa đông 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 tiên sinh là ta nhã nhã đến tập viết kế duyên yên lặng thanh âm từ trong đầu truyền đến vào đi công nhã nhã liền không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện trông thấy trong nội viện trống trơn, kế tiên sinh cũng mới vừa rồi mở ra nhà chính cửa phòng. Chào tiên sinh! Ta cho ngài mang theo bánh bao nhân rau cùng bánh bao thịt, cùng với hai cái bánh chiên, ngài mau thừa dịp ăn nóng sao. Nói, công nhã nhã đã đóng lại cửa viện, đi đến trong nội viện trước bàn đá để sách xuống trương, lưu loát nơi lấy ra cho kế duyên mua bữa ăn sáng, cũng sửa sang lại chính mình văn phòng tứ bảo đến. Kế duyên lắc đầu cười cười, nhà đầu này tới cũng quá sớm, cảm giác được nàng tiếp cận đơn giản chỉ cần khiến cho vốn nên còn muốn ngủ ngon lâu kế duyên rời giường bất quá hiện tại lại xem xét công nhã nhã cả người tinh khí thần đều đã khác biệt tựa như vẻn vẹn một đêm đã có chất đề thăng cả người đều có một loại đặc thù sáng tỏ cảm giác cũng xem đến kế duyên không khỏi lần thứ hai lộ ra nụ cười công nhã nhã loay hoay một trận văn phòng tứ bảo cất kỹ nghiên mực dọn xong giá bút trải rộng ra giấy tuyên áp lên cái chặn giấy liền xe nhẹ đường quen nơi tại trong chung nước lấy nước mài mực, nghiêm trang giải quyết hết thảy phía sau, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía kế duyên hỏi. Tiên sinh, ngài thật sự là thần tiên sao? Ha 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 ha. Ta liền đợi đến xem ngươi có thể nghẹn tới khi nào, ha 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 ha. Kế duyên hiếm thấy cười to lên, tuy nói nữ lớn 18 thay đổi, nhưng nha đầu này hành vi cùng khi còn bé kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt. Tiên sinh. Cốt tốt, nếu là ngươi sau đó gặp nhiều liền sẽ cảm thấy thần tiên không như thế thần hiện tại trước vẽ một lần cái này tự thiếp nói kế duyên từ nhà chính bên kia đi ra đi đến trong nội viện đem kiếm ý thiếp mở ra tại trên bàn đá bởi vì bên trên chữ nhỏ từng cái thành tinh duyên cớ bây giờ kiếm ý thiếp bên trên văn tự sớm đã cùng lúc trước tả ly chữ viết có cực lớn khác biệt đám chữ nhỏ bản thân không ngừng tu hành biến hóa khiến cho bên trong chi chữ lại thêm tới gần tại đạo nhưng lại cùng chính kế duyên chữ là khác biệt phong cách. Thậm chí tương hỗ ở giữa phong cách cũng đều khác biệt, cơ hồ mỗi một cái chữ nhỏ chính là một loại đứng một mình phong cách, chữ chữ khác biệt chữ chữ cận đạo. Tôn nhã nhã vừa thấy được kiếm ý thiếp cũng có chút thất thần, cảm giác đó căn bản không phải đang nhìn một cái tự thiếp, mà là tại xem một bức bao hàm toàn diện tranh, xem thêm cũng sẽ cảm giác sinh lực đều muốn bị từng cái chữ nhỏ chia cắt ra đi. Hồi tâm ngưng thần Kế duyên trung chính bình thản tiếng nói truyền đến, tôn nhã nhã mới một chút tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu đem vừa rồi loại kia vung đi không được cảm giác hất ra. Cái này tự thiếp quá thần kỳ. Tiên sinh, ta cảm giác những chữ này đều là sống. Tôn nhã nhã nhìn về phía kế duyên, thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Ha ha, có đôi khi ngươi có thể tin tưởng mình linh giác, nó thường thường so chính ngươi lại thêm tiếp cận chân thực, chính là gặp mê hoặc thời khắc, linh giác cũng sẽ so ý thức thanh tĩnh càng lâu tôn nhã nhã không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tự thiếp kế tiên sinh nói lời này chẳng lẽ là nói những chữ này thật là hoạt động kế duyên đứng tại trước bàn đá đột nhiên vừa cười vừa nói chớ kìm nén gửi lời thăm hỏi tôn nhã nhã quay đầu nhìn về phía kế duyên phía trước một khắc còn lộ ra nghi hoặc sau một khắc bên tai liền náo nhiệt đại lão gia để cho nói chuyện nhã nhã tốt tôn nhã nhã ta xem qua ngươi khi còn bé trong sân vụn trộn lau nước mũi nha. Ta cũng là ta cũng là. Ha 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 ha, đúng đúng, ta cũng thấy được. Đại lão gia để cho vấn an, không phải để cho các ngươi vạch khuyết điểm. Tôn nhã nhã, trước vẽ ta. Ta ta, ta mới là chữ thứ nhất. Ta cùng nhã nhã khí chất tương hợp. Ngươi tương hợp cái rắm. Vậy cũng so ngươi tương hợp. Một đám chữ nhỏ mấy câu ở giữa liền nhau nhau mở ra, tôn nhã nhã bị cả kinh hơn nửa ngày không có thể trở về thần thẳng đến kế duyên để cho nàng có thể luyện chữ mới mang theo không thể ức chế tâm tình kích động lúc đầu múa bút viết sách bên tai thời gian thỉnh thoảng vang lên chữ nhỏ thanh âm nói chuyện lại tại luyện chữ thời kỳ có hạt giấy bay tới quan sát tất cả những thứ này đều để tôn nhã nhã biết rõ chính mình thiên địa cùng trước kia khác biệt kế duyên không có vừa lên đến là tôn nhã nhã biểu hiện ra cái gì thần diệu tiên thuật lại thêm không có vừa bắt đầu liền dạy nàng cái gì khó lường pháp môn, nói là để cho nàng đến tập viết, chính là để cho nàng đến tập viết, ngoại trừ tự thân dạy dỗ bên ngoài, nhiều nhất chính là để cho nàng vẽ kiếm ý thiếp. Công nhã nhã cũng rất không chịu thua kém, ở phương diện này một mực không kêu không gấp, an tâm luyện chữ, như không phần này tâm tính, nàng cũng luyện không ra một tay khiến kế duyên lau mắt mà nhìn chữ tốt. Rất nhanh, thời gian đến vào đông, đã là gần sát cuối năm, Đoạn này thời gian đến nay Tôn Nhã Nhã mỗi ngày hướng Cư An Tiểu Các chạy, mặc dù Tôn gia vẫn như cũ không ngừng có người tới cửa cầu hôn, nhưng toàn bộ Tôn gia từ trên xuống dưới thái độ đã đại biến, đối ngoại nhất trí đều là trực tiếp từ chối. Cũng làm cho một chút làm mai mối người không khỏi suy đoán có phải là Tôn gia đã tìm tới hiền tế. Đồng chí một ngày này, dưới bầu trời lấy lông tơ một dạng bông tuyết, Tôn Nhã Nhã vẫn như cũ đứng tại Cư An Tiểu Các trong nội viện, tại trước bàn đá nâng bút luyện chữ cây táo lớn tại đỉnh đầu nàng chống lên một mảnh rậm rạp cành cây để cho bông tuyết rơi không đến tôn nhã nhã trên thân mặc dù thân ở trời đông giá rét Tư an tiểu cắt trong nội viện gió nhưng như cũ nhu hòa đang ngồi ở nhà chính bàn gỗ lật về phía trước duyệt diệu hóa thiên thư kế duyên bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đầu nhưng rất nhanh lại lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào trên sách thiên ngư phường bên trong một cái hỏa hồng sắc hồ ly rón rén nơi xuyên qua sông tỉnh phổ sau đó nhanh chóng xuyên qua hẹp ngõ nhỏ nhỏ Quát ra đi tới Cư An tiểu Các ngoài viện, vừa định nhảy vào trong nội viện, chợt thấy trên cửa viện không có cửa khóa, lập tức Hồ Ly khuôn mặt bên trên lộ ra nét mừng. Đang muốn đẩy cửa vào, tự hồ lại nghĩ tới kế tiên sinh trong nhà cũng thường đến phàm nhân, liền vẫn là trở lại tường viện nơi, thi triển tự thân hồ pháp, sau đó thả người nhảy một cái liền đã rơi vào tiểu cắt trong nội viện, bất luận là tiểu Các tấm biển vẫn là trong nội viện cây táo. Đều đối với hắn một dạng không đi đường thường không có gì phản ứng tại ninh an huyện bên trong chỉ cần chưa đi đến đến cư an tiểu các bên trong hồ vân liền thời khắc cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm qua một mực địch thủ thành đàn dù là bây giờ hắn đạo hạnh cũng có một chút vẫn là tận lực tránh né mũi nhọn hồ vân vừa rơi xuống đất ngẩng đầu tứ phương đầu tiên nhìn liền ngạc nhiên thấy được ngồi trong phòng kế duyên sau đó phát hiện trong nội viện luyện chữ tôn nhã nhã thầm nghĩ còn tốt chính mình cẩn thận nếu không còn không cho người nhìn thấy Tôn Nhã Nhã viết xong một cái chữ kiếm, xoa xoa có chút đau nhức cánh tay, để bút xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu một cái liền ngây ngẩn cả người. Trong tầm mắt, một cái màu lông hỏa hồng hồ ly lấy hai cái chi dưới đi đường, một bộ rón rén bộ dáng, đường chính qua bàn đá hướng kế tiên sinh nhà chính phương hướng đi đến. Hồ Vân đi tới đi tới, còn chưa tới kế duyên phòng phía trước đâu, chợt phát hiện viết chữ cô nương kia tựa hồ đang nhìn chính mình, thế là đưa tay chậm rãi trái phải lung lay công nhã nhã ánh mắt cũng rõ ràng theo hồ vân móng vuốt quỷ tích giật giật hồ vân còn chưa kịp phản ứng công nhã nhã lại mở miệng trước nói chuyện thanh âm so chính nàng trong tưởng tượng còn muốn yên lặng một chút ngươi là yêu quái sao ta thật giống gặp qua ngươi hồ vân hơi hơi há mồm duỗi ra móng vuốt chỉ mình ngươi nhìn được đến ta kế duy ngồi trong phòng gật đầu không sai đã có thể xem thiên địa diệu pháp nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha